Mình vừa làm xong cái mứt chả nốt đấy, rất là đẹp như này. Bây giờ các bạn cùng vào bếp mình để cùng thực hiện nhé. Mình sẽ làm cái video về món mứt cà rốt nhé. Đây mình có khoảng 2 củ cà rốt này, mình sẽ gọt vỏ đi. Sau đó mình sẽ cắt thành những cái sợi, các bạn tùy theo các bạn thích sợi mỏng đến đâu, nhỏ đến đâu mà các bạn cắt nhé. Nhưng mà theo mình thì đừng cắt nhỏ quá hay mỏng quá, vì như vậy thì cái mứt của chúng ta khi ăn nó sẽ hơi khô ấy. Và hôm nay mình không cắt hình hoa. Ở kênh ẩm thực Việt mình đã làm rồi, mình cắt hình hoa và các hình khác nhau ấy. Còn kênh này thì mình chia sẻ lâu lắm rồi, bây giờ mình chia sẻ lại để bạn nào chưa xem thì có thể xem nhé. Và sắp đến Tết rồi. Đây, các bạn có thể dùng cà rốt này, đu đủ này, và rất là nhiều loại khác như là mứt gừng, mứt ghiếc. Giờ các bạn cắt cho mình nhé. Dùng cái bào cũng được, sao bào cũng được, hoặc là dùng dao thường này các bạn cắt. Cắt xong sau đó mình sẽ chuẩn bị một ít bụng, ít vôi để làm nước vôi trong. Đây dùng một thìa cà phê vôi này, hơi nhiều bỏ bớt lại. Thì cà phê vôi và mình sẽ cho nước vào để mình làm nước vôi trong. Bây giờ mình cắt cà rốt trước, sau đó mình trong khi cắt cà rốt thì mình đợi cái nước vôi trong. Bây giờ mình sẽ pha nước nhé, trong khi chờ đợi mình pha. Pha khoảng 500ml nước vôi trong nhé. Pha khoảng 500ml nước này xong, đó mình sẽ chắt được khoảng 400ml và bỏ cái cặn lại và cái phần vôi tôi đi. Mình chỉ lấy cái phần nước vôi trong thôi. Các bạn là quấy đều lên nhé, để cho cái nước này của chúng ta nó, bây giờ cái vôi này nó hòa tan vào nhau. Và sau đó các bạn để cho nó nắng xuống, để cái vôi tôi ở dưới và cái nước vôi trong ở trên, là mình chắt ra một cái âu khác để mình ngâm 6 tiếng hoặc 7 tiếng cũng được. Nhưng mà các bạn nghĩa thường thường là mình hay làm buổi tối và sáng hôm sau mình làm ấy, trước khi đi ngủ thì mình làm ấy, nên sáng hôm sau mình rửa sạch lại rồi mình làm. Ok, chờ đợi thôi. Trong khi chờ đợi thì mình thái luôn cà rốt. Các bạn ăn nhiều thì có thể làm nhiều nhé. Và làm 1 cân cà rốt hoặc nửa cân. Cái tỷ lệ thì 1 cân cà rốt thì dùng nửa cân đường để mình ướp. Thái như vậy thì hết nhé. Khi thái xong nó cũng đều rồi như này rồi nhé. Rồi thì bây giờ mình sẽ xem cái nước vôi trong, mình để khoảng 15 đến 20 phút nó cũng nắng lại rồi ấy. Mình sẽ đổ đi nhé, đổ ra cái bát khác để mình ngâm. Các bạn đổ từ từ nhé, đổ thật từ từ để mình lấy thêm cái vợt nữa để có cái cặn của mình không ra. Đổ thật từ từ nhé, nhẹ nhàng nghiêng nhé. Được cái nước vôi trong này, các bạn cho vào các bạn ngâm. Ngâm này thì nó sẽ cứng ấy. Cái cà rốt này của chúng ta khi chúng ta làm mứt thì nó sẽ dễ thành công hơn và nó không bị mất nước từ cái cà rốt này nhé. Ngâm ngập là được nhé. Và bây giờ mình chỉ cần đợi đến 6 tiếng là có thể bỏ đi ra và mình rửa thật sạch lại cho hết cái mùi vôi đi. Và đi ướp với đường. Hôm nay mình không dùng đường phèn, mình chỉ cần đi ướp với đường để cho đường nó tan hết mà mình có thể đi xem mất rồi. Bây giờ mình sẽ chờ đợi nhé. Khi mình để được khoảng 6 tiếng này các bạn, nó cứng lại như này rồi. Cà rốt rất là cứng nhưng nó hơi giòn, để các bạn có thể là trần qua với phèn chua hoặc là nước giấm chua nhé, để cho nó mềm bớt. Nhưng mà và mềm vừa ra, vừa mềm vừa ra ấy. Còn nếu không có thì các bạn cứ rửa sạch với nước thông thường, rửa thật sạch vào, sau đó mình ướp với đường luôn. Còn nếu không có phèn chua thì các bạn rửa sạch, sau các bạn trần qua với sền chua càng tốt nhé.
khi trần với rửa sạch với nước mặt thông thường xong ấy, rửa nhiều lần nhé cho nó hết mùi của vôi đi ấy, thì bây giờ mình ướp với đường các bạn nhé. Với một cân cà rốt thì ướp với 500g đường, các bạn cứ ướp theo cái tỷ lệ đấy nhé, đường bằng bừa rửa cà rốt rồi thỉnh thoảng các bạn đảo nhé để cho nó ngấm vào ấy, và mình ướp khoảng 2 tiếng là đường nó tan chảy hết và mình mang đi mình làm bánh là được nhé, nắm mứt là được. Khi mình ướp đường được khoảng 2 tiếng ấy, các bạn thấy cái đường này nó tan chảy hết và cái chỗ ở trên miệng này không nói đến này vì nó không tiếp xúc được ấy, bây giờ mình sẽ mang đi mình cô đường nhé để làm thành mứt nhé. Đun đường mình sẽ chắt để đun cái nước đường trước và nó hết cái hơi nước sau mình cho cái cà rốt vào mình đun. Đun nước đường trước thì khi mà mình làm mứt thì nó nhanh hơn ấy, nghĩa là các bạn chắc cái nước này các bạn đun trước thì sau đó mình cô cái phần này thì nó nhanh hơn, nên vì sao mình đun trước, các bạn cho vào đun cùng cũng được nhưng theo mình thì cứ đun trước ấy. Thì mình làm nó nhanh hơn ấy, đun cho cái cho ngửa nó sủi lên để cho ngửa vừa thôi và đun cho cái hơi nước nó bay hết đi là được. Cho lửa vừa chứ không nó sẽ cháy đường thành caramel ấy, hơi nước bay gần hết rồi, đợi thêm một chút xíu nữa để mình cho cà rốt vào mình ngào đường ấy. Bây giờ hơi nước nó không còn nhiều ấy, là mình cho luôn cà rốt vào để mình cô xem mứt. Cô xem mứt này nó rất là quan trọng, các bạn là xên ở lửa vừa và nhỏ nhé, không nó sẽ thành caramel, nó sẽ là nó không thành được cái tinh, nó thành caramel thì chúng ta sẽ không thành công một mứt mà chúng ta sẽ thành mứt dẻo. Khi mà cái hơi nước nó bay đi hết nhé, thì các bạn cho lửa thật nhỏ và nó bay gần hết thì cho lửa vừa, bây giờ cho lửa khá một chút. Cho lửa nhỏ bớt nhé, vì cái hơi nước của chúng ta nó bay đi khá nhiều, nhỏ bớt và khi mà nó bay đi hết rồi thì bạn nhớ cho lửa nhỏ. Cái công thức xe buýt mứt này nó quan trọng lắm, không thì nó sẽ không thành được đường kết tinh. Sắp bay hết hơi nước rồi, mình chuẩn bị mình cho ở cái mức nhỏ nhỏ. Rồi, cho nhỏ bớt. Một chút nữa này cho lại cho nhỏ nhỏ thêm nữa, và khi mà chúng ta xên cái tay chúng ta cảm thấy nó nặng tay ấy, thì lúc đấy đường nó đang dần dần nó thành đường kết tinh ấy, thì chúng ta cho nhỏ tiếp nhé. Chuẩn bị đấy, mình đã bắt đầu cảm thấy tay mình nó hơi nặng tay khi mình đảo, khi hơi nước nó không còn nữa rồi mình cho nhỏ tiếp, nhỏ nửa tiếp lần nữa để cho nó dần dần nó tạo thành cái đường kết tinh. Trong cái khoảng thời gian mà đợi nó thành cái đường kết tinh ấy thì nó rất là khó xên. Bây giờ mình làm ít ấy, mình làm nhiều thì cái tay mình mà đảo này nó sẽ rất là khó đảo vì nó nặng ấy. Cái đường nó sền sền lại như này nó rất là nặng, rất là khó đảo ấy. Thì các bạn phải chờ đợi một chút nhé. Khoảng thời gian này nó phải mất đến 10 phút, hơn 10 phút để nó thành đường kết tinh và nó khô đường ấy. Cho nên phải kiên nhẫn, đừng cho lửa to là hỏng hết mứt của chúng ta nhé. Đây các bạn nhìn đây, sắp được rồi nhé, sắp được cái thành cái đường kết tinh ấy. Đấy bắt đầu đấy, nó bắt đầu trắng lên này, đục đục này và đang sền sệt keo keo. Mình sẽ quay chi tiết để cho các bạn nhìn nhé. Vì làm mứt này, mứt dừa thì dễ thành công, nhưng mứt cà rốt này và những cái loại mứt khác thì nó khó thành công hơn đấy. Cho nên mứt dừa với cả mứt rừng thì rất là dễ thành công. Những cái loại mứt này nó hay mất nước ấy, nên không phải ai cũng thành công ấy. Cho nên mình sẽ quay từ từ để các bạn để ý nhé. Nhớ là cái lửa của mình nó gần như là ở cái mức nhỏ nhất rồi nhé. Đây là lửa đang ở cái nhiệt độ là 100 độ C cái mặt chảo, và mình đảo liên tục này.
và một chút xíu nữa mình cho đến 60 độ C. Một chút nữa là cái này nó sẽ khô lại. Trong lúc này mà các bạn mà cho lửa to cái là hỏng luôn ạ. Kiên trì đảo cái lửa nhỏ này. Thêm một chút nữa thì mình cho lửa ở mức 60 độ. Là mức nhỏ nhất đấy. Ngoài tay rồi ạ. Mứt dừa sợi này dễ làm hơn mứt dừa hoa, vì dừa hoa thì nó dễ bị nát và nó dễ bị bết bết ấy, còn mứt dừa sợi này đảo thì mứt thì nó sẽ tự nó tẩn ra, mình không cần phải gỡ. Mà mỗi cái có đẹp riêng, mứt dừa sợi này nhìn nó thơm thơm dài dài nhìn cũng hay đấy các bạn thấy không, nó đang bắt đầu nó tở ra, nó khô lại. Vẫn cứ để 100 độ những tí nữa, lúc mà cần tắt bếp thì mình mới để 60 độ để mình đảo cho nó khô kiệt đi để chúng ta có thể để lâu ngày ấy. Vì sao mình bảo là phải dùng cái tỷ lệ đường là không nhiều quá, không ít quá. Với tỷ lệ là 1 cân cà rốt 500g, 0,5 ấy, hay là 500g đường ấy, thì chúng ta sẽ có cái mức đường nó vừa phải. Như không được ít quá nhé, ít quá thì không có đường bám kết tinh nhiều thì nó sẽ làm cho mứt của chúng ta nó nhanh bị ướt ấy. Đấy các bạn thấy không, làm theo cách này của mình đảm bảo là chúng ta thành công được mứt ạ. Bây giờ đảo mất khoảng 5 phút nữa để cho nó khô hẳn đi thì chúng ta sẽ để lâu để ngoài trời nó cũng không bị ướt chảy nước ấy. Đấy, cái đường kết tinh nó bám thì rất đẹp. Và cái đường khô này các bạn cứ đổ, nghĩa là bỏ mất ra, các bạn đổ cái đường khô này phủ lên trên ấy, thì chúng ta sẽ bảo quản được rất là lâu. Đấy, bây giờ mình sẽ cho nhỏ một chút nữa. À, cứ đảo đều như này. Bây giờ mình sẽ cho ra đĩa xong rồi đấy ạ. Mặt khá khô là cái đường ở dưới nó khô như này rồi. Thực sự là hôm nay là mình làm này nó hơi nhiều đường đấy ạ. Các bạn giảm. Tại lúc đấy mình áng chừng thôi. Chỗ này trong mình chắc là tỷ lệ của mình sẽ là 16, nghĩa là 600g đường và 1 cân. Chứ không phải là tỷ lệ 500g với 1 cân nữa rồi. Rồi, bây giờ cho ra điện. Rất là thành công đấy. Với cách làm như này. Các bạn nhìn thấy không? Sợi mứt của chúng ta. Nhìn rất là đẹp. Nếu mà ăn luôn ấy, thì các bạn là không cần phải để đường phủ nhé. Các bạn ăn như này cho nó ít đường, cho nó không bị ngọt quá. Rất là đẹp. Và giờ mình sẽ dừng video về cách làm mứt dừa tại đây. À, mứt cà rốt ở đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình. Xin chào các bạn.